ba la bát na thời chiều kiến ngũ ẩn giải không đồ nhất lời từ trong mắt gì không không bất gì sắc sắc thức thì không không thức thì sắc họ tưởng anh thức chưa phục như thì sợ lời từ thế như ta thân từ mất xa kia bát ta mất tăng mất giảm mất giảm thì cô không trung mơ tăng của thọ tưởng anh thức vô nhãn gì thì niệm thân thì vô tăng năng thức thì thức ba vô nhãn giới này giới vô vô minh giới vô vô minh tận đại chỉ vô đạo tự diệt vô đạo tự tận vô thọ tâm chỉ ta vô trì niệm vô đẳng chỉ vô thọ tâm vô vô lượng tam đoạ tam tạng khả ba la mật đa cố tâm vô ai giới cố vô biên lý điển tam vân tu tu căn niệm tam căn thị chúng ma thi ma sẽ ba la mật đa vô đa la mật đa vô thế vô thi ma sẽ ba la mật đa thi đại thần
đó đi thì có chuẩn bị đầy đủ, còn kỳ này mình đi thì cũng thình lình đó, thành ra không có làm gì, chúng ta chỉ có phần cầu nguyện chú Đức Trinh Ma Bát Nhã và mọi hướng thôi. Thật ra cái chuyến đời chúng tôi đi cũng có duyên được ghé thăm hai nơi, thì khi mà đến đây xong rồi thì trên đường đi ghé thăm Hoàng hậu Nam Phương, thì trên đường đi thì mây mù dữ lắm, rồi chúng tôi cũng không biết là có được tìm được không, cái mộ đó hơi khó tìm, mà dân làng dùng đó thì cũng không có biết bằng vua Hàm Nghi, thành ra đi tìm cũng rất là khó. Mà khi tìm tới nơi rồi thì chúng tôi mừng lắm, vào thiết kế lễ cúng kiến, thì trong lúc làm lễ thì mưa mây nó bao phủ hết, rồi chúng tôi nói là không biết buổi lễ mình có được hoàn mãn không, thấy mây nhiều quá cũng hơi sợ. Nhưng mà khi mà chúng tôi làm lễ xong, phục nguyện xong và chuẩn bị lên xe để đi về thì lúc đó mưa đổ xuống, lúc đó thầy trò chạy ở đây, cái gì cũng vậy hết, chúng ta có cái sự mà thành tâm cầu nguyện thì có sự linh ứng, thì các vị này đã cũng có phước, cũng có duyên mà được làm vua, được làm hoàng hậu, thì chúng ta cũng có duyên, đời trước cũng có gặp biết đâu các quý vị đã rồi, thì giờ chúng ta cũng có dịp để làm là đến để cầu nguyện cho các vị đó. Thì trong chuyến thì rồi chúng tôi cũng được có duyên đi được hai nơi, là hai vị vua của Việt Nam mình và vị hoàng hậu cũng nổi tiếng ở quê hương mình, thì chúng ta cũng hy vọng các vị đó có linh thiêng, có duyên đến quê hương Việt Nam mình thì biết chừng đâu các vị đã trở về để lo một vị nào đó có đức độ để là cho đất nước Việt Nam mình trở lại thanh bình độc lập như ngày xưa chúng ta mơ ước, thì cái công đức của các vị đó mà phát tâm mà hướng về quê hương mình để cho Việt Nam mình trở lại một đất nước thanh bình, tự do về tôn giáo, tự do về tín ngưỡng và người dân được có đời sống ấm êm hơn. Cầu nguyện cho đất nước quê hương mình cũng được thanh bình và vui trong cái tinh thần đạo của chúng ta, có hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ về lại đất nước. Nam Mô Di Đà Phật. Thì cũng cầu nguyện cho bà con đi chuyến hành hương này vui nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.